mang về một ít vỏ bao đẹp như tôi giống chị, vỏ đẹp lắm. Ưu tiên cho mấy anh em chạy lên nhà lấy vỏ này. Em ở ăn gì? Thị xã Tân Châu, An Giang nha. Anh em nào lại nhà em lấy, em để giá nó sẽ dễ ngạc nhiên lắm. Thôi để em chào cô chú chị đi, em quay tiếp cho. Dạ. Rồi đây em có về hai cặp vỏ phun đôi đây. Vỏ phun đôi này hình như là còn màu đẹp nha cô chú chị. Vỏ phun đôi này 1.200.000 không bao ship nha cô chú anh chị. Vỏ phun đôi đẹp lắm, nói chung là hàng manh này là hàng người ta nâng cấp á, người ta có tiền người ta trúng số á. Mấy kè hên lắm á cô chú anh chị, mua đồ toàn dân trúng số. Vỏ phun đôi này có họng nghe đủ cô chú anh chị. Vỏ phun đôi này 1.200.000 một cặp nha. Đây, em quay cặp vỏ đầu tiên cho cô chú anh chị xem nha. Bao đẹp. 1.200.000. Đây. Khách mới xài có một tháng mấy rồi cô chú chị nha, cho nên món mọt là em bao hết 1.200.000. À cô chú anh chị hay là anh em nào á, cứ nếu qua được thị xã An Châu á thì em lại nhà đi, em sẽ bớt cái giá hết hồn cho cô chú chị xem. Đây rồi, vỏ phun đơn nha, cặp này là chưa xài nè. Ê cái này là bốn cái này, có hai cái chưa xài. Không, mà cũng như là cho mình hàng là đồ cũ đi, tại vì nói chung là hàng này khá đẹp. Vỏ trên này không có họng nha, tại vì nó có bốn cái vỏ, nó có cái họng rồi mà. Vỏ dưới thì mình có họng đủ nha cô chú anh chị. Đây, vỏ này vỏ phun đơn 3 tấc. Vỏ dưới là vỏ phun 4 tấc đôi. Vỏ dưới này 4 tấc đôi. Hai cặp. Vỏ này em bao đẹp luôn á. Em không có vỏ sơn hay đút một miếng nước sơn này vô đây chứ nha. Đây. Chưa xài luôn nè cô chú anh chị không? Đó, vỏ phun đơn cho chú anh chị. Phun đơn quá đẹp. Thấy không? Thấy không? Cô xuống chị thấy không? Xong cái này của khách gọi là của ông anh đi, ông đang dọn nhà, ông làm một việc khác, ông đưa cho em bán hết. Cũng nhờ ông anh vậy em cũng có một mớ vỏ mới đẹp nha. Ở đây mắc một cái chạm. Có sao bán gì nha cô chú anh chị. Đó thấy không? Còn khá là đẹp nha. Thôi. Thôi không. Rồi bốn cái vỏ phun đơn này nè. Vỏ phun đơn này em bán với giá 1.000.000. Vỏ là em không bao ship nha cô chú anh chị. Vỏ phun 3 tấc đơn ở trên này là 4 cái, một cặp 1.000.000. Đó. Là không bao ship nha. Vỏ còn khá đẹp, vỏ trên 3 tấc đơn này không có họng chép. Đó. Còn vỏ dưới 4 tấc đôi này á, vỏ còn khá là đẹp luôn, đẹp lắm. Là có họng chạm đầy đủ, ở trên cũng vậy. Ở trên thì có mắc 4 cái thùng 3 tấc trên thì nó có mắc một cái chạm thôi. Nhưng mà cái đó là có thể em mua gắn vô được. Rồi, dưới này là một cặp 1.200.000 nha. Không bao ship nha, mấy này em không bao ship nha. Có mấy anh em gọi hỏi em tại sao bữa nay bán không bao ship, lý do là tại vỏ nó to lắm, ship nó nặng lắm. Ship cũng vài trăm ngàn cho nên em không có bao ship vỏ được. Mấy cái khác em có thể bao ship được. Thấy không? Rồi ở đây có một cặp vỏ Zibel 725 đây. 725 này là vỏ to nha. Vỏ này là bao quấn bát kinh lắm. Vỏ này tạm chạm sắt tay sắt luôn. Đó thấy không? Cô chú anh chị thấy không? Vỏ này cũng không có mối mọt nha. Cặp vỏ full 4 tấc đôi này 725 nè. 725 cặp này em bán 1.000.000 nè. Không có họng nha. Nói chung là nói vỏ là anh em, nếu mà cô chú anh chị nào, anh em cô chú anh chị có chạy lại nhà em lấy được á, thì em phải để cái giá tốt nhất có thể cho. Tại vì người ta đã đi tới nhà mình phải bớt cho mấy anh em cho nó chuẩn giá, cho mấy anh em về có thể gáp khách hay để xài cũng được. Đây, cặp vỏ full đôi. Mấy vỏ này em quay là không có mối mọt hết trơn nghe cô chú anh chị. Vỏ bao đẹp nha. Đó. Em còn mới về một ít lo ở đây mà em chưa có quay kịp, để em có video sau cho cô chú anh chị xem nha. Rồi chào cô chú anh chị, chúc cô chú anh chị buổi trưa vui vẻ nha. Chào mọi người nha.